Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bài đánh giá review đồng quan trên trong cái chuỗi series đánh giá review crypto của mình. Đầu tiên chúng ta cần phải xem là cái đồng quan trên này là gì và chúng ta sẽ xem là cái thông tin cơ bản của nó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta cần phải xem là ở đây quan trên hiện tại có mức giá là 2,31 đô và ở cái mức giá 2,31 đô. Và ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là cả thị trường nó đều đi xuống trong cái chu trình là downtrend vừa rồi, cho nên là không riêng gì quan trên mà tất cả các đồng coin đều bị ảnh hưởng. Bởi vậy cho nên là chúng ta có thể nhìn thấy là cái biểu đồ của quan trên là biểu đồ đi xuống. Thế tuy nhiên là cái đi xuống như thế này nhưng mà nó cũng không bị làm sao, nó không bị làm giá nhiều. Nó không bị làm giá nhiều ở cái chỗ là nó không lên rồi sau nó lại xuống luôn. Và chúng ta có thể thấy là cái volume giao dịch của quan trên thì nó cũng tương đối là cao. Ngày hôm nay thì cái volume giao dịch của quan trên là 4,8 triệu đô và chúng ta có thể thấy là đây là một cái mức tương đối cao. Và tiếp đó chúng ta có thể xem là các sàn giao dịch của quan trên hiện tại thì chúng ta thấy là ở Binance, Huobi và KuCoin. Và sàn BNS, cái ba cái sàn Binance, Huobi và KuCoin này là đều là ba cái sàn lớn của Trung Quốc và chúng ta có thể thấy là cái đồng này nó lên ở được ba cái sàn này cũng là cái có nghĩa là nó rất là kinh khủng là lên được ba cái sàn này. Và chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ rất là yên tâm và cái đồng này gần như là ở hiện thời điểm hiện tại thì nó sẽ không bị đến đi khỏi sàn, cho nên cái vấn đề đấy chúng ta sẽ không phải bàn luận. Và bây giờ chúng ta chỉ bàn luận cái vấn đề là nó có thể tăng trưởng được hay không thôi. Và tiếp theo chúng ta có thể thấy là cái đồng quan trên này nó ra đời vào tháng 2 vừa rồi, 23 tháng 2 và nó ra đời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái website của quan trên. Cái website của quan trên thì các bạn có thể thấy là nó tương đối là ổn. Website của quan trên thì nó cũng có đầy đủ các thông tin. Chúng ta vào cái phần đốc này thì chúng ta có thể xem được white paper của quan trên, white paper, yellow paper và nó có rất nhiều cái bản để chúng ta có thể đọc. Có nghĩa là nó sẽ dành cho nhiều cái nhóm đối tượng khác nhau, những cái nhóm đối tượng mà chuyên nghiên cứu và những cái nhóm đối tượng mà chuyên nó không không cần nghiên cứu sâu và những cái đối tượng là khách hàng hoặc là những cái đối tượng về về doanh nghiệp thì họ đều có cái bản white paper riêng. Và chúng ta có thể thấy là cái bản white paper này là cũng là cái bản white paper cũng tương đối là chuẩn chỉ, nó có tới 34 trang cơ. Và tiếp đó chúng ta xem là cái đồng quan trên này nó làm về cái gì. Thì cái thằng quan trên này là một thằng nó làm về cái việc kết nối các blockchain với nhau. Chúng ta có thể thấy ở trong cái hình này, cái đồng quan trên này là cái đồng mà cái nền tảng quan trên này nó sẽ kết nối các blockchain với nhau. Nó là cross chain. Thì cái việc mà nó kết nối các blockchain với nhau, các bạn có thể tưởng tượng là sau này các bạn có thể chuyển từ ETH sang sang Bitcoin và từ Bitcoin sang ETH mà không phải thông qua sàn. Nó có thể kết nối ETH và Bitcoin và các altcoin khác. Đó là như vậy. Thì cái chúng ta sẽ chưa đi sâu vào cái vấn đề là nó sẽ làm như thế nào mà chúng ta mới tìm hiểu xem là cái ý tưởng của nó là như vậy. Có nghĩa là các bạn có thể thấy ở đây là một cái tầng mà cái tầng protocol ở bên dưới là tầng blockchain transaction, có nghĩa là phần giao dịch. Bên dưới này là protocol, có nghĩa là nó có rất nhiều cái lớp mà cái cộng đồng quan trên này, cái nền tảng quan trên này nó kết nối với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về tìm hiểu về cái phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về team dev team của cái đồng quan trên này. Dev team của đồng quan trên này thì ok, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có ông Jack Nu này. Ông Jack Nu này là doanh nhân và chuyên nghiên cứu ở ông ấy học Đại học Bắc Kinh và Đại học Ohio.
và ông nghiên cứu ông có cái công ty là Factom ở vào năm 2014 này. Cái công ty Factom này cũng là một cái công ty tương đối là nổi tiếng, chúng ta có thể tìm hiểu ở trên Google. Và cái chúng ta có thể tìm hiểu thấy người phó chủ tịch ở đây là cũng là tốt nghiệp ở trường đại học Bắc Kinh, có nghĩa là cái nhóm này là gần như là ở Trung Quốc là chủ yếu. Chúng ta có thể cái thấy là cái nhóm dev team này của quan trên là họ là người Trung Quốc, và tất cả các dự án của họ, có nghĩa là hầu như là những cái người dev team này thì là đều là người Trung Quốc. Và chúng ta có thể tìm hiểu thêm xem là nó có những cái người nổi bật nào không. Giám đốc phó chủ tịch truyền thông toàn cầu thì cũng đầy đủ, giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu cũng đầy đủ, và giám đốc OneNap của châu Mỹ thì cũng có ở đây, trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc tiếp thị toàn cầu. Như vậy là họ có đầy đủ các bộ máy của họ rồi. Chúng ta bây giờ cái việc của chúng ta xem là cái họ có cái ai đã có cái kinh nghiệm gì nổi bật chưa hay không. Ồ, vào đây chúng ta có thể thấy là họ có rất nhiều người ở trong cái nhóm dev team này. Thì đầu tiên chúng ta có thể xem là cái nhóm kỹ thuật của họ, thì ở đây mình thấy là cái nhóm kỹ thuật của họ thì họ có rất nhiều lập trình viên, như cậu này, cậu ấy cũng làm về Java và phát triển Java này, đã từng làm ở phần mềm như Huawei và Ericsson. Và cái ông Jin này, ông ấy làm được 15 năm trong cái lĩnh vực phát triển phần mềm rồi, và ông ấy được đến từ cái viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, cũng là một cái người rất là có nhiều kinh nghiệm. Về nghiên cứu cơ bản về các cái đội ngũ của quan trên thì chúng ta có thể thấy là cái đội dev team này thì rất là hùng hậu, và bên dưới thì họ có một cái đội cố vấn kỹ thuật. Đội cố vấn thì có tổng thư ký của DACA và có chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Factom. Và cũng có rất nhiều những cái người tư vấn khác nữa ở các bên nó liên quan đến cái vấn đề blockchain. Và chúng ta có thể thấy anh Lợi Nưu của chúng ta là CEO của Kyber Network, thì cũng là cái người mà advisor của cái đồng quan trên này. Chúng ta có thể thấy là đội tư vấn, rồi sau đó là đến các đội ngũ kỹ thuật thì tương đối hùng hậu. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chúng ta sẽ tìm hiểu cái đồng quan trên này là nó mainnet xong rồi các bạn nhé. Cái đồng quan trên này là nó ra nó là một cái platform riêng rồi. Nó là một cái platform riêng rồi, mình xin lỗi. Nó là một cái platform riêng rồi. Và chúng ta có thể thấy là cái blockchain của cái blockchain này là như thế này. Chúng ta sẽ vào cái blockchain, một cái block chúng ta sẽ xem. Thì nó cũng như các block bình thường thôi. Nó cũng không có gì đặc biệt cả. Ok. Tiếp đó chúng ta sẽ xem ở cái phần GitHub thì cái phần GitHub này thì ở quan trên nó chưa cập nhật nhiều lắm ở đây. Ở đây thì nó cũng cập nhật thường xuyên đây, 2 giờ trước, 5 giờ trước, 6 giờ trước cũng có cập nhật. Tuy nhiên thì mình thấy là nó hiện tại nó chưa được cập nhật là chi tiết. Ok. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần kỹ thuật một chút. Là cái cross chain này thì cái cross chain này dựa cái thằng quan trên này nó làm cross chain như nào, thì cái cross chain của quan trên nó dựa trên đại số phức tạp và cái tài khoản bị khóa với lại cái SMPC để chuyển đổi bất kỳ cái tài sản số nào từ cái quan trên này với các blockchain khác nhau. Thì cái điều này nó tương đối là khó hiểu, cho nên chúng ta
chỉ hiểu, đơn giản là nó có một cái cơ chế để chuyển đổi từ các blockchain khác sang cái blockchain của thằng OneChain, và nó có rất nhiều module, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nó có rất nhiều module. Và thằng OneChain này thì nó cũng có hợp đồng thông minh, như như blockchain của Ethereum, và nó có thêm một cái ở đây không không nói nhưng trong white paper của nó có, đó là cái thằng OneChain này nó có cái phần ẩn danh, có nghĩa là cái chữ ký, có nghĩa là cái ví của nó các bạn có thể thấy là nó sẽ ẩn danh, và nếu mà mình chuyển mình có cái ví của nó mình chuyển cho các bạn thì có thể là các bạn không tìm thấy cái ví của mình. Tiếp theo là chúng ta có thể thấy roadmap của OneChain, thì roadmap của OneChain ở cái thời điểm hiện tại thì cái nó đang là cái OneChain 2.0 rồi, và cái OneChain này thì nó OneChain 2.0 rồi, và sắp tới thì nó sẽ nên là OneChain 4.0, thì nó sẽ có private chain và multi-coin wallet. Multi-coin wallet thì hiện tại nó đang ở cái giai đoạn này rồi, và nó đang triển khai, đang sắp, hình như là sắp hoàn thành. Ok, ở cái đồng OneChain này thì đối với cá nhân mình thấy là ở cái thời điểm hiện tại thì nó có phải là một cái đồng để mình hold hay không thì mình đánh giá là mình đánh giá nó rất là ổn. Thế nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình sẽ không hold đồng này. Và cái lý do tại sao thì mình nghĩ là cái công nghệ của nó chưa có gì nó quá nổi bật vào cả, và nó cũng chưa làm được gì nhiều, cho nên là mình cũng cảm thấy là nó rất là bình, nó không có gì nó đặc biệt. Nếu mà chúng ta hold thì chúng ta phải hold cái gì đấy nó cực kỳ nó đặc biệt, và mình thấy là nó cũng rất là bình thường. Và nhưng mà đây là một cái đồng đồng crypto, chúng ta có thể đánh giá là đây là một cái đồng crypto tốt, và chúng ta có thể trade rất là ổn, và chúng ta không lo ngại cái vấn đề là nó bị đen ít hay ra khỏi sàn hay nó scam hay nó như thế nào. Cái vấn đề đấy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm. Và có một cái nữa là cái nó đã đây là một cái platform, một cái nền tảng, một tảng cái nền tảng chứ nó không phải là một cái token, nó là một đồng coin nhưng nó không phải là một token nữa, cho nên là nó hoàn toàn có thể đi dài hạn đối với lại các dự án crypto. Về cơ bản thì chúng ta có thể thấy là OneChain nó về cơ bản thì chúng ta có thể thấy là như vậy. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.